Hello, xin chào tất cả mọi người. Nay thầy sửa máy Vinmark giới thiệu mọi người đó là sản phẩm, đó là máy phun thuốc Huno cuốn dây điều khiển từ xa. Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cuốn dây vào Huno và review qua các bộ phận của máy và cách vận hành máy. Đầu tiên mọi người cuốn dây thì cuốn dây tự động thì mọi người bấm cái công tắc nút màu xanh này, đó là khởi động máy. Máy thì nó sẽ có hai chiều quay, một chiều quay về trước, một chiều quay về sau. Thì quay về đằng đây là đang quay để cuốn Huno, gọi là quay về hướng chiều máy. Nếu mà mọi người muốn đảo ngược lại thì nó sẽ có cái nút màu tím ở đây sẽ đảo ngược lại Huno về đằng trước, hoặc cái nút màu xanh đây nó sẽ đảo ngược cái Huno về sau. Máy thì được sử dụng động cơ 7 HP, chạy nhiên liệu bằng xăng và nhớt 4 thi. Đây là ắc quy điện thì sẽ dùng cho phần công tắc và phần motor. Đây là cái bảng điều khiển bấm tay ở trên máy, thì gồm có nút màu xanh này là khởi động, nút màu đỏ này sẽ là tạm dừng, nút màu vàng này thì nó sẽ là tăng tốc, nút màu vàng bên dưới này sẽ là giảm lại phần Huno đó, phần motor. Còn cái phần màu xanh này là nó sẽ là phần quay motor về trước, còn cái phần màu tím này nó sẽ là quay motor về sau. Đi kèm với máy thì đặc biệt là sẽ có một cái điều khiển từ xa. Điều khiển này thì nó cũng giống như kiểu là cái bảng ở trên máy thôi, cái bảng điều khiển trên máy thôi, thì nó khác cái là mình có thể đứng từ xa mình điều khiển được, không phải đến gần máy. Thì các nút ở đây thì nó cũng tương tự như các nút ở trên máy. Nó sẽ có các cái nút này, nó sẽ là khởi động, tạm dừng, tăng tốc, giảm tốc, quay Huno về trước, quay Huno về sau. Nó gọi là phần đảo ngược. Đây là cái đầu áp suất của máy nén nước để khí. Khi mà mọi người không muốn nước ra nữa thì mọi người kéo cái phần chỉnh áp này lên, và mọi người muốn sử dụng thì mọi người kéo xuống. Còn đây là các cái van để đóng mở nước. Còn cái đảo đồng hồ này là đảo đồng hồ áp lực của nước. Đảo đồng hồ này thì căng của nó sẽ là 30, là mức mạnh nhất. Đây là phần motor dùng để chạy Huno, và motor này nó sẽ là chạy trên phần nén khí. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vận hành máy để phun ra thuốc. Trước tiên thì mọi người đã bật cái phần công tắc này lên. Khi máy đã khởi động thì mọi người chỉnh cái phần ne của gió. Đây là phần ga. Ga thì mọi người chỉnh về phần 2/3 của cái vòng của ga. Đề thì nó sẽ có 3 lớp tắt và mở, nó bắt đầu được khởi động. Đây là hai cái vòi ống lọc nước. Đây là mình ấy thí nghiệm, thì mình dùng bằng cái nước này là test cho mọi người xem. Đây là phần điều khiển, thì sẽ bấm nó sẽ quay Huno cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây là đang quay về ngược trong, mình bấm về trước. Đó. Nó sẽ tự động quay. Đây là
là sẽ là thu dây ra. Khi mà mình muốn thu dây vào thì mình chỉ bấm ngược lại. Đó, đã đang thu dây vào. Đây là phần tạm dừng. Mình bấm nút này là sẽ dừng lại cái phần Uno. Còn hai cái nút ở giữa này nó tăng tăng giảm của cái phần Uno chạy. Cái phần này nó càng có sâu thì cái nước nó sẽ thu nhỏ lại và nó sẽ thỏng xa ra. Còn khi mọi người nhả từ từ ra nó sẽ tỏa ra cái xương. Người thấy chiếc máy phun thuốc này hay và tiện lợi, có cảm giác là sẽ rất là tiện lợi cho mọi người trong công việc, thì mọi người truy cập vào phần trang web máy móc việt.vn, địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.